Do you listen to the video for today? Yes, I will listen today. Okay, you listen to the video. But first, I want you to read the transcript here. Yes. Đọc cái này trước đó. Must day. I leave home at 7. At 7:45 and what to the subway. Đợi xíu đã. Subway station, which is 2 minutes from the bus. I usually take the underground Walk to the subway station, which is 2 minutes from my flat. Walk to the subway station, which is 2 minutes from my flat. Flat. Okay. Thầy ơi, thông cảm đi, đừng có sửa nhiều quá, tập nhiều rồi. Nhưng mà tại mới học nó vậy đó. Ok, trời ơi, em có phải là em bắt lỗi đâu. Đây là chẳng qua là em đang muốn kiểu luyện tập cho chị á. Không phải, có nhiều từ á, nghe hoài luôn nè. Lấy tôi cho coi bằng chứng luôn, trong kêu hôm nay nói dối nữa. Có hoài luôn, nghe hoài, viết ra mà. Cái kiểu như mình là người mới học, thành ra cái độ nghe và cái lưỡi của mình nó chưa được giống lắm, cho nên thôi chăm trước đi. Okay. Từ từ luôn. I usually take a underground because it's quicker. But sometimes I catch the bus from 8:05. I work in the office. If I'm busy, I have a sandwich at my desk for lunch. Otherwise, I go to the nearby coffee shop with a colors after singing. With a college after singing in front of a computer screen for most of the day, I need to get some exercise. Okay. After sitting in front of the computer screen for most of the day. Okay, yes, repeat after me. Nó nói theo cái câu cuối cùng à. After sitting in front of a computer screen. Sitting in front of a computer screen for most of the day, I need to get some exercise. Okay. Giống hỏi cái này xíu. Ví dụ mình muốn nói là tôi phải đi, tôi phải là I must, đúng không? Tôi phải đi tắm là I must go to the shower. I have to go to shower. Or I must go to shower. Go shower. I must take a shower. À, từ must là phải. Ví dụ như bây giờ tôi phải đi làm là I must go to the work. No. Right. Cái từ must đó nó có nghĩa như kiểu là chị phải làm cái điều gì đấy. À, có nghĩa là bắt buộc phải làm đó. Để em nói đó. Họ ý là mình muốn dùng cái từ phải đó. Tôi phải đi, tôi phải ăn, tôi phải ngủ. Nếu không ăn không ngủ tôi không đi là tôi sẽ chết, ví dụ vậy á. I must go. Tôi phải đi bây giờ. I must go now. Rồi tiếp. Okay, right. Now, okay, wait, look at the transcript here. Now, do you have any new words in the lesson? Yes, most day có nghĩa là hầu hết các ngày. I leave, tôi rời đi. What là đi bộ. Subway station là trạm xe điện ngầm. Quicker là nhanh. From là từ, to là đến. Office là văn phòng. Em không cần chị dịch như vậy. Em đang cần chị hỏi xem là chị có cái từ nào mà chị cảm thấy là mới trong cái bài này không? Không. Okay, rồi. Cái từ exercise.
Exercise trong này mình dịch nó có nhiều nghĩa nhưng mình chọn hai nghĩa, một nghĩa là tập thể dục, một nghĩa là chuyên nghề. Tập thể dục quá, tôi cần tập thể dục một chút. I need some exercise. Tôi cần gì? Tập thể dục hả? Vậy là đúng rồi. À, được rồi. Okay, yes. Rồi. In the next part, I will ask some questions about video. First, what time does he leave the house? She leave the house at 7:45. 7:45, okay. And how does he go to work? 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 He go to work. The subway station, by station. He go to the subway station. By subway. By subway station. Ví dụ như chị nói rằng là cái câu hỏi là how does he go to work? How does he go to work? Có nghĩa là tôi đi bằng gì? How does he go to work? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh ấy đi làm bằng phương tiện gì? How does he go to work? Là she go to work. She ở đây đang nói he mà. He go to work. The by subway station. No, subway station là bến xe điện ngầm. Bến xe điện. Xe tàu điện ngầm, bến tàu điện ngầm. Còn đâu ví dụ như nào? Example you can say, you want to say I go to work by subway. Có nghĩa là tôi đến chỗ làm bằng tàu điện ngầm. Subway. Rồi. Okay, lại nha. How does he go to work? He go to work by subway station. By subway station. Okay. And okay, subway, not station. Station nó là where though. Subway station nó là bến tàu điện ngầm. Có đấy bây giờ tàu điện ngầm thì chỉ có nghĩa là subway thôi. Subway I go to work the by subway. Okay, yes. Dù mình nói mình đi bằng xe máy là I go to work the by motorbike. I go to work by motorbike. By motorbike, yes. I go to work by bike. Tôi đi bằng xe đạp, bicycle. I go to work by train. I go to work by bus. I go to work by boat. Nói như vậy. Tôi đi làm bằng xe đạp. I go to work by bicycle. Đó. Trời, học cứ nhắn tin hoài chán thiệt. Okay, tiếp tục. And how long does it take from your class to your house, to your school or to your workplace? How long does it take from your flat to your workplace? Khoảng thời gian mà đi từ nhà chị cho đến chỗ làm hết, rồi của người này là hết bao lâu? It take from
9 to 5. From 9 to 5. But I work in the an office. Mm-hmm. You work in an office from 9 to 5. Okay, em đang hỏi chị là đi từ nhà anh ý cho đến chỗ làm là hết khoảng bao lâu? Thì chị nhìn đây là 2 minutes. 2 minutes from my flat to from his flat to workplace. Tức là 2 phút từ nhà anh ấy cho đến chỗ làm. Sao dịch cái từ này trong 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 điện thoại nó có nghĩa là bằng phẳng ta? Trời ơi. Thế em mới nói rằng á, khi mình tra một cái từ nào đó thì điều quan trọng là mình phải tra cả câu. Ví dụ như là ví dụ như là khi mà chị có tiếng Anh mà khi mà chị học tiếng Anh một điều là nếu mà chị tra một từ á, chị đặt nó riêng lẻ thì nó nghĩa như vậy. Nhưng mà nếu mà chị đặt nó trong một cái câu mà trong một ngữ cảnh nhất định thì nó sẽ có nghĩa là như khác á. Thế nên mình mới cần phải học trong thực tế và mình học trong những cái đoạn hội thoại như thế này. Nó đang nói về căn hộ đó, về một cái apartment đó, là căn hộ của mình nhé, chứ không phải là bằng phẳng hay gì đâu. Flat thì đúng có nghĩa là một cái nghĩa khác của nó đúng là bằng phẳng thật, nhưng mà trong trường hợp này thì nó có nghĩa là căn hộ, nghĩa là đó. It's 2 minutes from my past. Okay. It takes 2 minutes. Ví dụ như chị muốn nói là tôi mất 10 phút đi từ nhà tôi cho đến chỗ làm. It takes 10 minutes from my house. My house đúng to không? My house to my workplace. It takes 10 minutes from my house to my workplace. It takes 10 minutes from my house. Rồi gì nữa? To my workplace. To my work office. À, rồi, biết. Workplace. Đây nào, để nói chị nghe nào. Cái từ này để em bảo chị ghi lại từ này. À. Workplace là cái nơi làm việc. Cái gì? Cái gì workplace, đây? Workplace. Workplace. Okay. Okay. What time does he go to work? What time does he go to work? What time does he go to work? Does he mấy go? Giờ? Uh-huh. What time does he go to work? He leave the house at 7:45. Go to work. At 7:45. What time does he go to work? What time does he go to work? Nghĩa là gì nào? Người ta hỏi does he thì mình phải trả lời là gì? Câu hỏi là what time does he go to work? Có nghĩa là gì? What time là câu hỏi? It's time at 7:45. Sao? Em hỏi là mấy giờ bắt đầu đi làm thì trả lời no, tiếng no. Anh là what time does he go to work? Okay, 7:45. Okay, what time does he work? Anh ấy làm việc từ mấy giờ? What time does he work? What time does he work? He hỏi does he là she does là no, trả no, lời. No.
What time does she work? Có nghĩa là anh ấy làm việc từ mấy giờ? 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. À, thì nói sao? Người thì đang hỏi dụ như người ta nói là what time does she, là trả lời là it time. Chị trả lời rằng it's from 9 to 5. It from 9 to 5. Từ nó khoảng thời gian từ 9 đến 5 giờ, 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ok. Uh-huh. Em hỏi lại nha. What time does he go to, does he work? What time does he work? What time does he work? 8 from 9 to 5. Okay, right. What does he eat for lunch? What does he eat for lunch? Is sandwich. Is my desk for lunch? At his desk for lunch. Is sandwich. Mm-hmm. Is sandwich at his desk for lunch? Eat sandwich. Is my desk for lunch? At his desk for lunch. His desk, not my desk. My desk là bàn của tôi. His desk là bàn của anh ấy. His desk. Okay. Okay. Right. Is sandwich is my at his desk for lunch. For lunch. Okay, right. And the next. Who did he go to the coffee shop with? Who does he go to the coffee shop with? Who does he go to the coffee shop with? Có nghĩa là gì? Đó, trả lời là đồng nghiệp uống cà phê. Mm-hmm. Trả lời đồng nghiệp là colleague. Yes. He colleagues. Okay, he colleagues. Mm-hmm. Okay. And why does he need to get some exercise? He is thinking from up a computer screen for most of the days. Because she work in front of computer screen for most of the day. Yeah, she's sitting in front of the computer screen most of the days. Có nghĩa là anh ấy phải ngồi trước màn hình tính hàng giờ, anh ấy muốn đi tập thể dục. Ok. Rồi. Khá là tốt. Chuyển sang phần tiếp theo. Ok. In the next part, I will ask you some question about you. Are you a worker or a student? You are a worker. I'm a worker. I'm a worker. Ok. I'm a worker. And what time do you go to work? Nine to three. Ah, yes, from 9 to 3, okay. How do you go to work? I go to work
By autobahn. By motorbike, okay. Do you like to walk? Yes, I like to walk. Motorbike, okay, like to walk. What do you usually have for lunch? Now, now does son usually have for lunch? No, no, what do you usually have for lunch? No, oh, nah. I don't usually have for lunch. You don't? Cô hiểu câu này không đã? What do hiểu. You usually have for lunch? Em hỏi chị có thường chị ăn cái gì vào buổi thường ăn gì vào buổi trưa? Okay. Nhưng mà trả lời là tôi không thường xuyên ăn ăn buổi trưa là đâu có gì đâu mà phải chị. Chị không ăn trưa hả? Chị nói sao nào? Tôi không nhờ. You don't usually have for lunch. I don't usually have for lunch. I don't usually eat for lunch. Usually eat for lunch. I don't usually eat for lunch. For lunch, okay. Right, the next. Do you like fast food? Yes, I like fast food. Okay. And do you have to work with the computer a lot? No, I don't have to work with the computer a lot. Okay. Do you exercise every day? No, I lazy exercise every day. Why don't? Do you like exercise every day? I'm very busy. I'm very busy. Because I'm big. Because you are very big. Không, mình nói là mình lười. Tôi giống như một con heo vậy đó. Okay, because I'm so lazy. Tôi rất là lười. Okay, right. Now, it's enough for today. Chị có câu hỏi gì cho em nữa không nào? Có, mà giờ quên mất rồi. Tính hỏi mà quên mất rồi. Cái gì mình nhớ hỏi liền thì được. Ngày mai lục lại tiếp, hỏi tiếp. Okay. Hỏi cái gì ta? Không biết, nãy giờ quên rồi. Ngày mai hỏi đi. Ngày mai để sẽ nhớ là hỏi. Bữa sau nhớ là hỏi liền, chứ không để dành là để dành quay đắng rồi. Okay. Đó, ví dụ như là khi mà đọc cái câu bài này á, xong ấy thì em sẽ hỏi một vài cái câu hỏi liên quan đến cái bài này. Xong sau đó em sẽ liên hệ đến bản thân chị. Đó. Không, chị phát hiện ra một điều là em nói đúng. Và một đúng 100%. Cái nghe quý cái nói đúng y luôn. Mẹ chị qua đây không biết một chữ tiếng Hàn.